Con ngồi thiền khoảng 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước thì con thấy dễ chịu rồi ngồi lại. Có tức là đứng lên ngồi xuống, nó không phải đi mãi mà nó cũng không phải đứng mãi. Cho nên cái phương pháp này nó giúp cho con dễ dàng, nó không bị trầm cành như say sóng. Thì con thấy cái đó là nó hợp với cái đặc tướng của thân con. Thì con nên ôm cái pháp đó mà con tu tập, con tu tập chánh niệm tỉnh giác bằng cái pháp cộng với 5 hơi thở và đi kinh hành 20 bước. Đó là con ôm cái pháp đó con tu tập để tập cho các con được tỉnh giác, tức là tỉnh thức ở trong cái hành động đi hít thở 5 hơi thở đều biết, để xem coi từ cái khoảng thời gian đó mình tập như vậy 30 phút hay 1 giờ mà coi cái sức của mình coi nó tỉnh giác được như thế nào. Thì sau khi đó thì con sẽ trình bày, mà bây giờ đây là trình bày là con tu như vậy nó không bị như say sóng. Đứng thở 5 hơi thở rồi đi kinh hành 20 bước thì con cảm giác, bởi vì con đứng con đi nó đều là bị cái hành động đứng hết, con đi nó cũng làm mình đứng, đâu có ngồi đâu, phải không? Rồi con đứng lại nó cũng đứng, cho nên máu nó dồn xuống chân con chứ gì. Đó là cái điều kiện luôn luôn lúc nào cũng bị đứng. Và đồng thời đi thì mấy con thấy tay mấy con đâu có đi mà co lên, mấy con đi thả tay hoặc để sau lưng thì nó phải thõng tay xuống. Thõng tay xuống thì bàn tay ha, nó tê, nó làm cho con khó chịu. Vì đi có thời gian, ví dụ 30 phút đi thì mấy con đi chứ đứng không, mấy con đâu có ngồi đâu, cho nên nó ảnh hưởng cái cơ thể của mấy con thành công. Do như vậy thì mấy con thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng là mấy con phải đi kinh hành 20 bước rồi ngồi lại hít thở 5 hơi thở thì có cái quan như thay thế rồi, đi đứng nằm ngồi. Mà giờ mình đi dưới mình ngồi thì nó đã hợp rồi. Mà người ta thường thường người ta mới tu là người ta tu trong bốn quay nghi, trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi mấy con thấy rõ ràng là nằm rất là khó, nằm xuống nó sẽ dễ ngủ lắm mấy con, cho nên nằm rất là khó cảnh giác. Cho nên chúng ta chỉ nằm mà cảnh giác chừng 1 phút 2 phút là chúng ta đứng dậy đi, chứ không chúng ta không có ngồi. Còn ngồi thì chúng ta không ngồi thôi, ngồi thì phải thẳng xương sống, chứ không khéo mấy con sẽ làm biếng lắm. Thì biết cái tật làm biếng là ngồi cái thủng à, mấy con ngồi là thủng là mấy con làm biếng à. Người nào mà ngồi ở đây mà ngồi mà thấy thủng lưng là thầy biết mấy người ta làm biếng lắm mấy con. Cái tật làm biếng là ngồi thủng lưng à, thấy cái túi ngồi là người ta biết cái người đó siêng năng hay là biếng rồi à. Mấy con ngồi thẳng lưng như vậy mà ngồi dữ vậy nó khó chịu hơn là cái người ngồi thủng mấy con. Bởi vì nó lười biếng nó mới thủng xuống, là nó lười biếng nó ngồi cho nó an. Mà tu tập thì không thấy được, người ta không chấp nhận được cái chỗ ngồi lười biếng. Còn có người lại cúi xuống vậy nữa, ngồi mà là thụng mà là cúi nữa thì trời đất ơi, thành con cuốn chiếu mất rồi. Cái kiểu này tu riết là làm con cuốn chiếu rồi chứ đâu phải là thành Phật được. Ngay cả khi tu mà còn làm cái hành động đó thì tức là tạo cái nghiệp đó, thì coi như là thành cái con cuốn chiếu đi ra chứ nó cuốn lại vậy đâu. Đó thì mấy con nghĩ rằng những gì mà thầy nói đó là cái hành động mấy con tạo ra cái nghiệp, mà sau này mấy con phải chịu cái quả cái nghiệp đó. Trong khi chúng ta tu là chúng ta tạo cái nghiệp cho chúng ta tốt, chứ không phải là tạo cái nghiệp xấu. Cho nên con tu theo cái phương pháp dưới 5 hơi thở và đi kinh hành 20 bước đều là tốt. Con sẽ tập luyện cái phương pháp đó sẽ có tỉnh giác.